với tỷ số 3-0 trọng tài tuyên bố vận động viên Bình Dương thắng cuộc. Tiếp theo mời hai vận động viên Bắc Ninh AK Công An Âu ra sàn thi đấu. Trận đấu tỷ số 5-1 và đội viên quân đội được tuyên bố thắng cuộc. Trận đấu tiếp theo mời hai vận động viên đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh Naga Bắc Ninh Âu tập trung ra sàn thi đấu.
kết thúc trận đấu với tỷ số 5-3 và đội viên đơn vị thành phố Hồ Chí Minh được thi đấu thắng cuộc với tỷ số 2-1. Trọng tài tuyên bố đội viên công an thắng cuộc. Tiếp theo mời hai vận động viên thành phố Hà Nội AK quân đội Ato ra sàn thi đấu. Tiếp theo tại trạm xe đội bắn gấp 2 mời hai vận động viên đơn vị Hà Nội AK quân đội Ato tập trung ra sàn thi đấu. Với tỷ số 5-1 thắng cuộc.